Rồi chào các bạn nha mọi người nha. Hôm nay mình tình cờ mình gặp cái chiếc máy cắt quá trời gọn luôn các bạn ơi. Bề ngang bề ngang cả 5 tấc. Bề ngang cả 5 tấc nè các bạn. 5 tấc. Rồi sẵn mình quay cận cảnh cho các bạn xem. À, cũng có lưỡi cắt luôn nè các bạn thấy không? Cái này mình tình cờ mình gặp và mình quay cho các bạn xem thôi chứ thật sự mình chưa có thấy cắt nha các bạn ơi. Để ngày mai nó anh cắt, ngày mai mình ra anh quay cho các bạn xem. Xem máy cái thông số kỹ thuật thì số tham khảo tên công ty, số điện thoại công ty. Sẵn quay về cho anh em tham khảo. Ở đâu này? Chua đâu? Ở vùng miền lắm. Cái gì sao? Cái này mình xuống mình chạy trình diễn hay gì? Được là bán luôn. Vậy đấy ha. Không à, em quay em làm YouTube. YouTube nó lan rộng hơn, nó lan rộng lắm. Nên cầm cả. Ngày mai không mà bây giờ ngày mai mình chạy ở đâu? Em chạy ngày gì này? Cách đây khoảng độ mấy trăm mét thôi. Đặng tôi viết ngày mai là tôi quay. Đăng quay một cái mạng cho lái xe. Anh kinh doanh à? Anh kinh doanh không có kinh doanh, mình làm YouTube. Nhưng mà anh về công ty nào? Không có công ty nào hết. Cũng như là mình mở cái kênh YouTube của mình quay, mình đăng lên cho anh em ta xem đi thôi. Câu like. Câu hỏi. Hiểu chưa? Là vậy đó. Có gì anh cái à giá cả thì quan trọng là thỏa thuận nhau thôi. Máy này là loại máy mini các bạn ơi. Cái hàm nó bề ngang nhiêu ta? 1m1. Cái hàm ngang đó kìa. Tất cả luôn. Cái hàm bề ngang là 1m1. nó chạy bằng động cơ máy dầu hả? Máy xăng hả? Quá trời ngộ luôn các bạn ơi, cái này để cho sử dụng cho cái khu ở dưới vuông tôm nha các bạn. Có đúng không? Đúng rồi. Cái này là để mình xài cho cái khu ở vuông tôm các bạn. Này sẵn dịp rồi mình tình cờ mình gặp mình quay cho các bạn xem và tham khảo luôn nha. Cái bánh xích rất là ngộ luôn nè các bạn. Bánh xích để lôi lầy cực kỳ luôn nè. Các bạn thấy cái bánh xích không? Mới chạy bữa nay luôn hả? Chạy trình diễn bữa nay. Đông hay không? Đông không? Dạ. Chạy đông không? Hay là một chiếc mà? Đang trình diễn tạm một chiếc một. Ok, nếu mà ở đây ok là chuyển tập thêm. Sẵn mình quay vòng vòng cho các bạn và mọi người xem để tham khảo cái máy nha. Đây là cái thùng này cũng thùng nằm ngang các bạn ơi. Vô và đập là lúa ra đây luôn các bạn. Cái YouTube anh là gì? Phan Quốc Hải. Phan Quốc Hải. Anh từng làm nhiều YouTube về máy gặt rồi. Thì quấn về lên coi thử đi biết à. Mấy ngàn á. Anh có kinh doanh hay như nào không? Hay là anh chỉ không? Mình chỉ làm YouTube, mình quay mình đăng lên cho anh em xem vậy thôi. Như mình ra đồng mình quay máy chạy gì đó. Cái này là cái cặp cầu để mình đi nè các bạn ơi. Và đây cũng này cái lưỡi xương cua nó phải không? Đấy là cắt gốc gạ. Cắt cái gì? Lưỡi cắt gốc gạ. Cắt gốc gạ hả? Cần thì cắt gốc gạ, còn không cần thì cắt tháo ra. Có tăng cường thêm cái loại này để cắt gốc gạ luôn nè các bạn. Cái này thì nó y chang như cái lưỡi cắt của máy cắt mình nè các bạn. Nhưng mà cái lưỡi cắt của cái máy cắt này á, nó hơi khác nha các bạn ơi. Nãy em dòm thấy cái lưỡi cắt nó khác. Cái lưỡi cắt của mình
Còn cái giống cái lửa cắt của mình thì là để cắt gà đó các bạn. Quá trời nè. Này máy cắt mini các bạn ơi. Cái băng tải gọn khô có chút xíu rồi. Nãy hỏi ảnh nè, cái bề ngang này 1m1 nè các bạn ơi. Cái bề ngang cái hàm cắt à. Khoan đang khoa đúng không anh nhỉ? Hả? Khoan Khoan Quốc Hải, Khoan Quốc Hải. Cái danh hiệu nè các bạn. Hiện tại máy này đang chạy trình diễn ở Vĩnh Thuận nha các bạn ơi. Nói chung là phải giá, cũng như ta đem chạy trình diễn, nếu mà phải giá cả này kia phải thì người ta bán luôn nha các bạn. Giống như ta chạy trình diễn để bán. Rồi nghe nói giá cả thì mình thương lượng thỏa thuận nha các bạn. Chứ mình cũng không có gành giá các bạn ơi. Đây là cái chỗ bồn hướng lúa các bạn. Bây giờ cũng như mình quay cái này sao được để cho các bạn xem. Rồi ngày mai á, chạy trình diễn mình xuống dưới đây mình để quay cho các bạn xem chạy trình diễn luôn nha. Đây cái lường đó các bạn. Chạy bánh xích. Này chạy bánh xích. Bánh xích kiểu hình tam giác nè các bạn. Nó đã luôn à. Đó các bạn đó. Quá gọn luôn. Rồi để ngày mai bắt đầu mình sẽ xuống ngay đây mình quay cho các bạn xem cái máy chạy trình diễn nha. Đây còn cái này là cái cơ cấu của cái máy gặt đập mini nè các bạn. Ngày mình quay thì mình tình cờ mình quay thôi chứ mình cũng không có biết cái xưởng nào. Nhưng tình cờ nó được cái giấy để cho mình tham khảo. Rồi cái gì vậy mình sẵn mình quay gì mình chụp lên cho các bạn xem. Giá giờ này giờ không thấy. Này là cái cơ cấu máy. Đây có số Zalo, số điện thoại luôn. Đây, cái cơ cấu máy là cái hàng chữ bên đây nè các bạn. Xem này, xem cơ cấu máy cái dòng mini liên quan các camera là 08 bluetooth ha. Chiều rộng cắt 1m2. Cái xưởng sản xuất